Tại sao nói cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại? Yến tin chắc rằng anh chị ở đây đã từng nghe câu cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại. Cây lúa càng chín, hạt càng chắc, đầu sẽ rũ xuống. Còn cỏ dại thì thích thể hiện bản thân, lúc nào cũng ngẩng đầu lên. Nhưng bông lúa luôn được coi trọng, cỏ dại thì chẳng được ai đối hoài. Hãy học cách cúi đầu để trưởng thành. Đó là câu nói của những người thành công. Người xưa có câu, biết cúi đầu mới là trưởng thành, biết hạ mình mới là cao thủ. Khiêm tốn cúi đầu không phải là chỉ biết cúi xuống cam chịu, mà là biết cách lắng nghe để thấu hiểu người khác. Từ đó biết cách ứng xử thông minh, hợp lòng người thì chắc chắn kết quả sẽ đến với bạn. Bạn sẽ được thấu hiểu, nhận được sự đồng thuận từ người khác. Khi còn trẻ thì ta luôn có ý thức là tự khẳng định mình, luôn tràn đầy ý chí và khát khao. Đó là điều rất đáng quý. Nhưng mà cũng dễ gặp những nhược điểm như là tự phụ nè, tự mãn nè, hiếu thắng nè, thiếu nhường nhịn nè, không khiêm tốn nè, vân vân. Vì quá tự tôn nên ta không chấp nhận học tập thành công của người khác. Học cách cúi đầu để vượt qua những cánh cửa thấp bé trên con đường thành công của bạn. Biết cúi đầu cũng là một loại năng lực. Đó không phải là tự ti, không phải là nhu nhược, mà đó là biết lắng nghe, biết học hỏi để nâng cao năng lực, tích lũy kiến thức và gia tăng thêm trí tuệ của mình. Người có tư duy trí tuệ là người có giá trị, là người luôn biết lắng nghe để thấu hiểu người khác. Nếu như bạn hiểu, bạn làm được điều này thì chắc chắn bạn sẽ thành công trên mọi lĩnh vực mà bạn tham gia. Nếu như bạn cần tìm môi trường để học tập, để nâng tầm giá trị bản thân thì hãy liên hệ ngay với Yến để được hỗ trợ tham gia vào nhóm học tập của Môi trường Doanh nhân Kiến Quốc Group bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi.